Hàng năm cứ đến mùa mưa bão, các sự cố về điện, tai nạn điện có chiều hướng gia tăng. Một số sự cố về điện thường gặp mùa mưa bão như là cây ngã đổ vào đường dây, ngập lụt cục bộ các thiết bị điện, thiết bị điện trong nhà ẩm thấp dễ chạm chập. Và để sử dụng an toàn điện mùa mưa bão, công ty điện lực Đà Nẵng khuyến cáo người dân một số lưu ý khi sử dụng điện như sau. Không để điện rò rỉ ra lên mái tôn, nhà cửa, cây cối, tường rào, phối hợp với đơn vị quản lý điện để chặt tỉa cây trong hành lang bảo vệ an toàn lưới điện không lắp đặt thiết bị điện tại nơi có nguy cơ ngập nước và ẩm ướt không trú tránh dưới cột điện gần công trình điện khi trời mưa dông xét không chạm vào dây chằng dây nối đất thùng công tơ kết cấu khác các cầu giao điện atomat tổng trong nhà khi bị mưa ngập các tủ ổ điện để tránh rò điện dẫn tới tai nạn không di chuyển đi lại bằng thuyền bè v v trong vùng ngập lụt có đường dây điện sát với mặt nước khi có mưa bão dông xét, không sửa chữa điện, không leo lên mái nhà sân thượng, không đứng gần đường dây điện. Điện thoại liên lạc khi có tình huống khẩn cấp 1900 1909.